doanh nghiệp tuyển dụng lao động sẽ không dựa trên bằng cấp, hay người lao động sẽ không cần phải học từ 3 đến 4 năm để hoàn thành chương trình cao đẳng, đại học khi mà vị trí việc làm chỉ cần một kỹ năng nghề để thực hiện. Và thị trường việc làm sẽ định hình lại hệ thống đào tạo, bao gồm cả thích ứng nhanh, thời gian ngắn và chuyên sâu theo kỹ năng. Đó là những điều mà ngành lao động thương binh và xã hội đang thực hiện trong lộ trình xây dựng Bộ Tiêu chuẩn Kỹ năng nghề quốc gia. Hiện tại, lực lượng lao động chưa qua đào tạo ở Việt Nam chiếm đến trên 70%, còn lực lượng qua đào tạo thì luôn bị chậm so với sự thay đổi của thế giới việc làm. Không cần đến 3 hay 4 năm để xuất hiện một nghề mới, nhưng đào tạo một lao động có bằng cấp lại cần từ 3 đến 4 năm. Đây là mâu thuẫn trong mối quan hệ giữa đào tạo nhân lực và việc làm. Đại dịch COVID-19 càng làm cho chúng ta thấy khoảng cách giữa cung và cầu này. Vậy làm sao để rút ngắn điều đó? Sẽ ảnh hưởng đến cả rất nhiều các bên liên quan, bao gồm cả cái cách sử dụng của người lao động, cách tuyển dụng của cộng đồng doanh nghiệp đối với người lao động. Và từ đó thì kéo theo sự thay đổi về giáo dục đào tạo, nó kéo theo về nhận thức của người lao động, và nó kéo theo về cái cộng đồng, sự vào cuộc thực sự của doanh nghiệp. Doanh nghiệp họ tuyển dụng dựa vào kỹ năng và năng lực hành nghề, họ không dựa bằng cấp nữa. Bộ Tiêu chuẩn Kỹ năng nghề quốc gia được xây dựng là cơ sở để chuẩn hóa đội ngũ lao động Việt Nam, tiệm cận với khung trình độ ASEAN và quốc tế. Bộ Tiêu chuẩn xây dựng 3 nhóm năng lực, trong đó nhóm năng lực cơ bản sẽ được sử dụng làm hệ quy chiếu đào tạo tương ứng để đào tạo theo chuẩn ngay từ đầu, phù hợp tương ứng với thị trường việc làm và danh mục nghề nghiệp tương ứng. Với các tiêu chí của Bộ Tiêu chuẩn này, người lao động sẽ chỉ cần qua các trung tâm đánh giá kỹ năng nghề, được đánh giá và được cấp chứng nhận, và đây sẽ là công cụ để họ được doanh nghiệp tuyển dụng vào một vị trí việc làm đòi hỏi kỹ năng đó. Người lao động không cần phải học một nghề kéo dài từ 3 đến 4 năm, trong khi mô tả vị trí việc làm chỉ yêu cầu một kỹ năng nào đó. Bộ Tiêu chuẩn Kỹ năng nghề quốc gia cũng là cơ sở, tạo cơ sở pháp lý cho việc tham chiếu với khung trình độ quốc gia Việt Nam. Cái khung trình độ quốc gia nó phải giải quyết được cái việc đó. Thứ nhất là ngay cả cái tên mà ngành nghề đào tạo, chương trình đào tạo, các cái trình độ đào tạo thì cũng phải tiếp cận từ phía cầu, từ phía doanh nghiệp và người sử dụng. Và thứ hai ấy, là cái chuẩn đầu ra thì cũng phải xuất phát từ yêu cầu của bên sử dụng lao động. Tiếp theo ấy, phía khu vực của giáo dục đào tạo là phải có minh chứng, tức là cái hệ thống bảo đảm chất lượng làm thế nào để anh đạt được cái chuẩn đầu ra mà anh tuyên bố. Khi khung trình độ quốc gia và khung kỹ năng nghề quốc gia được hoàn thiện và ban hành, nó sẽ thay đổi bức tranh đào tạo căn bản của Việt Nam. Đó là không chỉ tồn tại hơn 300 nghề hiện tại ở các trường trung cấp, cao đẳng, mà sẽ có hàng nghìn nghề sơ cấp cần thiết kế, đào tạo phù hợp với doanh nghiệp. Tuy nhiên, với thói quen lao động, nhận thức tư duy, văn hóa lao động cũ, cách sử dụng lao động của Việt Nam, thì khi bộ chuẩn hóa được xây dựng hoàn thiện, cần sự vào cuộc đồng bộ của cả cộng đồng sử dụng lao động, đặc biệt là vấn đề tuyển dụng.